Ngọc Thụy, Long Biên cho anh Đồng. Bây giờ anh em chúng em lại tiếp tục lên đường đi lắp đặt cho anh Dũng ở dưới Bắc Từ Liêm. Anh Dũng ở Bắc Từ Liêm thì là một bộ dàn rất là khủng. Đây là bộ dàn SH1800, bộ dàn khủng long. Thì các bác và anh em sẽ lại theo chân anh em chúng em đi setup cái bộ dàn này để cảm nhận cái chất âm cũng như là cái led đẹp khi mà chúng ta để cái bộ dàn loa SH1800 ở trong cái không gian của nhà anh Dũng ở dưới Bắc Từ Liêm nhé các bác. Anh chờ chào các bác một cái. Chào các bác nhé. Đây, anh em chúng em vừa mới đến nhà anh Dũng ở dưới Bắc Từ Liêm để lắp đặt cho những bộ SH1800 nha các bác này. Đây là bộ SH1800 của anh. Và đây là không gian nhà anh này. Lát nữa anh em chúng em sẽ lắp ở trên tầng kia. Đó. Bộ dàn này thì bao gồm một chiếc súp T9i nữa. Đẩy D5S nha các bác. Và một chân lưng tiếng và một bộ mic VK321.